Xin chào mọi người. Một công ty mà ngay tại nước Mỹ này, quý vị khán giả đã biết được họ. Và đã mình bầu trời Cali rất là may mắn đã gắn kết với họ trong 2-3 năm vừa qua. Đó là công ty nem Xuyên Quang. Tất cả các anh chị đều đã ăn được những cái món nem này rồi đúng không? Nhưng mà các anh chị chưa biết được họ sản xuất như thế nào. Ngày hôm nay bầu trời Cali sẽ dắt mọi người xem họ quy trình họ sản xuất. Và đặc biệt nha, có một chủ nhân của công ty nem Xuyên Quang luôn, rất là đẹp trai. Đó chính là anh Tân. Một hồi nữa đây mọi người sẽ cùng đi theo với bầu trời Cali, đi vào bên trong nhà máy xem họ sản xuất những cây nem như thế nào và an toàn thực phẩm như thế nào ngay tại nước Mỹ. Cùng đi với mình nha. Đây, xin giới thiệu với cả nhà nha. Đây là Tân, chủ nhân của công ty nem Xuyên Quang. Hello anh. Hân hạnh hôm nay có mặt anh ở đây nha. Cả nhà thấy không, mấy năm trời đó, bây giờ mới gặp được ngay ông chủ. Ghê chưa, đẹp trai không? Đi theo mình, vô. À, công ty này làm ăn sao anh? Dạ, công ty làm ăn tốt anh. Dạ. Thì nó cũng có mặt trên sản phẩm nem Xuyên Quang, thì bây giờ có được USDA. Thì nó cũng đã có mặt trên được khá nhiều chợ rồi. Hiện nay có mặt trên cũng 40-50 chợ. Wow, 40-50 chợ luôn hả? Dạ. Wow, chúc mừng em. Hello anh. Hello anh. Anh Phương đâu anh? Anh Phương hả? Dạ. Wow, nhà máy lớn quá ta. Dạ. Máy này chưa lớn đâu. À, chưa đâu hả? Mới sơ sơ đâu phải không? Dạ. Cái này là cái nhà kho phải không ta? Cái đúng rồi. Nơi lưu trữ thôi đúng không? Khi dạ, thì một cái nhà máy thì họ có rất là nhiều phân khúc. Thì mỗi một cái khu vực họ sẽ làm những cái công việc riêng của mình. Ví dụ như mình có kho, đây thùng, bọng, tất cả là mọi thứ là phải theo tiêu chuẩn của USDA hết. Chờ anh Dũng, anh đang nói chuyện với thằng USDA anh ra thì... Ồ, có nhân viên của USDA đây luôn. Dạ, thì mỗi một buổi sáng thì nói chung là mỗi nhà máy mà tiêu chuẩn USDA là phải có một cái văn phòng của nhân viên USDA. Lúc nào cũng phải có mặt ở đây, túc trực ở đây. Đó, sáng là 5 giờ mấy là nó có mặt ở đây trước. Dạ. Wow. Mình phải khử trùng hết. Khử trùng cái gì trước mặt nó coi xong rồi nó lấy đèn pin nó rọi hết. Trời ghê vậy. Của mình á, có một chút gì là nó bắt mình phải rửa sạch rồi phải xét chùm lại. Ghê vậy ta. Dạ. Kỹ dữ vậy hả? Ừ, phải kỹ anh, là mấy này không kỹ đâu có được đâu. Nó kỹ lắm. Nó mà bị mà một lần hai lần là nó cho cái warning. Dạ. Wow. Vậy là mình phải mướn nó tới nó ngồi đó hay sao? Ngồi cả ngày cả ở đây nó kỹ lắm. Nó là phải vệ sinh sạch. Dạ. Tại vì mình làm đồ ăn mà mình phải bảo quản cho nó đúng tiêu chuẩn của nó. Dạ. Giống như mình nói về health department đi, health department mà mọi người mà nghĩ là khó một đi thì USA nó khó tới 10 lần. Trời ơi. Những cái điều luật của nó rất là kỹ càng. Là bên trong mà mình quên mở cái AC lên á, nó vô nó cũng không cho lại. Dạ. Khó ghê ha, cả nhà thấy không? Ở Mỹ này không phải là muốn sản xuất, muốn bán cái ra bán. Có đâu. Lỡ có chuyện gì là chết luôn á. Vô là AC mở lúc nào phải lạnh. Nó mà vô mà AC không đủ cái hả là nó ngưng lại. Dạ. Nó kỹ. Dạ. Dạ. Morning. Mic micro on. Đi vô nhà trong nhà cả nhà. Thì đây là mình có cái văn phòng của USDA. Đây. Thì đó thì họ sẽ có người ngồi trên đó, họ kiểm tra hết tất cả. Tức là mỗi cái nhà máy mà sản xuất liên quan tới thực phẩm á, là có một cái nhân viên của USDA ở ngay trực tiếp chỗ này để mà họ kiểm tra khi mà sản xuất và khi thành sản phẩm luôn cả nhà. Cứ hai người thôi. Mặc áo không? Dạ. Có cái bên đây,
Bầu Trời Cali. Dạ. Hay là nhớ rồi, nhớ rồi. Vậy là, dạ. Vậy là có coi, vậy là có coi. Tự nhiên vô đây cái thành bác sĩ luôn vậy. Thấy không, cả nhà thấy không? Phải vệ sinh ha. Dạ dạ dạ. Một chút nữa mình sẽ vô bên trong mình quay đây. Chi tiết hơn cho cả nhà mình xem nha. Nhìn ở đây nhìn ngoài thấy hấp dẫn lắm mà. Không chơi trong thì nó sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên Bầu Trời Cali mà tham quan những cái chỗ sản xuất như thế này, thật sự là nó cả nhà biết đó, là từng bước một, nó tất cả nó đòi hỏi đều phải qua một cái sự kiểm tra rất là nghiêm ngặt của Mỹ. Tại vì đây là lương thực, liên quan tới lương thực, lỡ họ ăn vô là hở bỏ bị cái gì đó thì không những cái chỗ sản xuất không mà kể cả chủ nhân của cái công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Dạ, sẽ đóng cửa, nhiều khi cũng bị phạt rất là nghiêm trọng. Ở đây mình nhìn sơ mình thấy những cái cây chậu tôm được đưa ra nè kìa. Ở Tân, ở đây phải không? Ok, chỗ cái mặc đồ vô một cái nhịn không ra luôn. Hai anh. Hello anh. Ở đây tôm, mấy cái này là tôm mình nhập về. Ồ, tôm của cái sản phẩm của cái chậu tôm. Ờ, chậu tôm. Đây là thịt. Đây. Wow. Cái nhà, qua đây nè, cái đây là thịt nha. Thịt nè cả nhà. Dạ, thịt đây là thịt heo nha. Dạ. Mà thịt đó là được kiểm định hết rồi chứ không phải là thịt tầm bậy mua ngoài chợ đâu. Dạ, đúng rồi. Thì, tất cả những cái đồ từ USDA á, là mình phải nhập từ USDA facility chứ không có phải là mình giống như mình ra chợ mình mua về được. Có nghĩa là khi mình vô thì trong thùng cũng phải được chứng nhận USDA. Phải được luôn. Chứng nhận. Dạ. Yeah. Còn cái bên đây là tôm. Yeah. Hai cái họ trộn vậy họ xay ra thì thành cái món là chảo tôm. Hành anh thấy không? Hành khủng khiếp, ban đầu là nó nhiều lên vậy, bây giờ mình đánh được nhiều cối rồi nó xuống vậy. Bây giờ hành nhiều dữ vậy luôn á hả? Dạ. Yeah. Hành tỏi thì mình phải cân lên. Đó, tất cả là đều phải theo công thức hết. Ừ. Yeah. Cân xong rồi cân xong rồi đổ vô máy đây đánh, mình sẽ quay cái công đoạn đánh cho anh coi. Ồ, ở đây toàn người Việt Nam hả chú? Đúng rồi. Thấy không? Việt Nam không hả? Việt Nam. Trời ơi. Bởi phải tự hào chứ, phải tự hào. Toàn là người Việt Nam không nha cả nhà. Đây là cái máy xay. Thấy chưa? Mấy chú là người Việt Nam không à? Dạ. Yeah. Bữa nào nhậu bữa chú ơi. Hả? Lát ra đây làm luôn đi. Quay ra đây làm luôn. Đây nè, có mồi sẵn rồi nè. Đó mồi nè. Thịt gà gì tôm tùm lum nè. Đầy đủ hết rồi. Ra ngoại quốc luôn. Xách chai rượu ra chơi luôn. Rồi nghỉ luôn. Wow. Tôm nha. Tôm nè, mỡ heo nè, thịt nạc heo nè. Rồi gia vị đặc biệt, riêng đặc biệt của công ty Nam. Hay. Ồ, hay quá. Ở đây á, mình sẽ có những cái nhiệt độ, nếu như anh thấy không, nhiệt độ ở trên đó thì ngay lúc nào nó cũng dưới 32 độ, bây giờ nó đang là 29 độ, nghĩa là nhiệt độ của cái thịt nè dưới của trong đây luôn. Trong đây luôn. Và nó có thời gian anh chạy bao nhiêu giây, anh thấy không? 52, 53 gì đó nhiệt độ chạy. Cái lưỡi dao đang chạy ở vận tốc bao nhiêu. Đó. Thì anh tất cả mọi thứ là control bằng cái bảng điện tử hết. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ tới công đoạn bỏ thịt nạc vô rồi đúng không? Thank you.
cái này họ đã cân hết nha cả nhà. Dạ. Họ cân nó đúng cái trọng lượng. Ủa còn cái gia vị thì sao? Gia vị là mình phải chuẩn bị một cái bát sao? Anh sẽ thấy họ sẽ bỏ đổ vô. À. Tất cả đều theo công thức hết. Đúng rồi. Quy trình. Giống như là một round đó là gồm bao nhiêu là bao nhiêu đúng là thời gian như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Để cho nên cả nhà ăn lúc nào nó cũng có nó đều nhau lắm chứ không phải là bữa nay ăn mặn bữa nay ăn lạc không có, nó đều hết luôn. Tất cả luôn. Đó, dư nếu mà dư là họ sẽ cắt bỏ ra. À, nếu còn dư cho con vài cục về làm thịt kho vịt nha. Đang thèm thịt kho tàu. Dạ. Hay quá. Giờ sản xuất nguyên một ngày luôn, nguyên ngày hôm nay là nguyên ngày luôn, chừng nào mà hết giờ thì thôi đúng không? Đúng rồi. Là một ngày. Riêng cái công đoạn mà rửa đó để cuối ngày á, để mà kiểm tra lại hết mọi thứ nó sạch sẽ mà khử trùng hết đó thì thường nó nằm khoảng 1 tiếng rưỡi. Ừ. 1 tiếng rưỡi bởi vì nên thường là mình chỉ sản xuất trong vòng chừng 6 tiếng. Đây gia vị nè cả nhà. Gia vị. Ồ hồi đó nó cân đo đong đếm sẵn hết rồi nha. Tiêu nè. Đó. Hay quá. Nước màu mắm. Nước mắm hả? Dạ, nước mắm. Máy này á, là mình không có móc ra bằng tay mà mình lấy cái xô này nè, đổ vô cái viên cái này nó sẽ hạ xuống, nó đẩy ra ngoài hết. Tự lấy ra ngoài luôn. Bình thường mà nếu mà hồi xưa mà cổ truyền á mình hay làm tay á là mình móc một cố vậy mình móc cũng phải lâu. Còn cái này đổ ra chừng có 5 giây vậy. Cái đẩy ra đây rồi bên kia nó sẽ bơm ra. Dạ, đẩy ra xong rồi bên kia máy nó nâng lên cái nồi hồi nãy. Ừ. Xong rồi nó bắn ra. Bắn ra, sau đó là đem qua trình đi hấp. Hấp chín xong rồi mới bắt đầu lột cái vỏ ra. Đúng rồi. Rồi bắt đầu mới đóng gói lại, hút chân không. Dạ. Và đưa vô cấp đông liền. Dạ, đó. À, đó là những cái quy trình mà sản xuất cả nhà. Hay quá. Ồ, một ngày mà sản xuất kiểu này chắc bầu trời kali mà ăn phải 8 năm mới hết. Nè. Dai hơn mỗi lần xay nó còn to, nó không có dai hơn. Đây con đã xay nhuyễn hơn nữa đó, nhuyễn hơn nữa. Bầm cho đều, trộn lên. À. Bao là gần 200 kg đó cả nhà. Cái này mà hồi xưa mà không có mấy cái máy này chắc phải ngồi làm bằng tay hả? Làm tay, dạ. Chơi vậy nè. Dạ. Chơi này là giống như tập tạ vậy nè. Giao phay là cứ phang thôi. Wow, hay quá. Nhuyễn luôn, cực kỳ nhuyễn luôn. Đã không? Dai. Ừ, dai luôn, nhuyễn mà dai luôn. Thì sản xuất cái bữa nay là mình cả nhà mình xem đang coi là sản xuất chảo tôm. Thì nếu mà sản xuất nem thì nó cũng tựa vậy thôi. Dạ, tựa y chang vậy thôi nhưng mà nó khác chút xíu về cái công thức về nem và chảo tôm thôi. Đó, hầu như là nó cũng tựa. Đó giống như là bây giờ đang làm thêm một cái một round nữa, một hè round nữa, một cối nữa để cho nó đầy cái thùng này luôn.
Đó thì nãy giờ là mời cả nhà mình xem là một cối rồi, bây giờ còn cối nữa. Đó vậy. Rồi cái này là cái công đoạn mà mình bơm ra cái ống đúng không? Đúng rồi. Đó, mình có cái cây sinh, những cái đó gọi là cây sinh đó thì mình bắn ra. Anh coi cái máy này nó bắn thì trong một phút mà nó bắn cầu cũng chắc cả 100 cái đó. Ghê vậy. Nó bắn như Đại Liên bắn vậy. Yeah. À cả nhà coi nha. Đó. Wow. Đó, bắn liên tục vậy. Ô hay quá. Nó tự nó xoắn lại, nó xoắn, nó ngăn lại nó luôn xoắn, hả? Có nghĩa là cái đầu tiên nó xoắn một chiều, cái thứ hai nó xoắn chiều ngược lại, thành ra lúc nào nó cũng trong cái tình trạng mà nó xoắn như vậy hết đó, nó xoắn liên tục. Yeah. Yeah. Xong một cây, xong một giây. Rồi mấy chú này sẽ công đoạn cột bằng tay hả? Không, mình chỉ cột cái đầu lại thôi. Cột cái đầu lại. Cột cái đầu lại thôi. Yeah. Xong đó là bắt đầu treo lên. Ok. Yeah. Còn những khúc giữa anh thấy không, là nó xoắn lại, không cần phải cột. Nó xoắn như cái vận tốc nó cao á. Nó xoắn trái chiều với nhau. Nó rất là đều ha. Dạ, yeah, rất là đều. Thì mỗi một cái cây như vậy thì mình set ở một cái trọng lượng nhất định, nó sẽ bắn đúng cái trọng lượng thôi. Đúng trọng lượng, chính xác. Chính xác luôn. Bữa nay là mình chỉ sản xuất chậu tôm thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Chia ngày ra hay sao? Dạ, nó chia ngày ra. Thì mỗi một ngày nó sản xuất cái gì đó là nó có lực hết trơn rồi. Đó là cái lý do mà cả nhà hãy nên ủng hộ Nam Xuyên Bang, tại vì họ sản xuất và quy trình của họ và đòi hỏi cái giấy chứng nhận của USDA rất là an toàn thực phẩm ở Mỹ. Mình ăn mình có thể mình an tâm, mình không có sợ bị cái này bị cái kia. Trời ơi mấy chú Việt Nam không à. Nào rượu nhậu bữa mấy chú ơi. Chơi chơi. Rồi, chơi. Trời ơi. Ở đây mà gặp người Việt Nam là vui lắm luôn á, mà đặc biệt là nguyên cái hãng toàn người Việt Nam không luôn mấy ghê. Dạ. Vui dễ sợ. Đây làm tới mấy giờ về ạ? 8 tiếng không? 8 tiếng hả? Dạ. Cái phòng này là phải tổng 3 cái dàn lạnh nè. Dạ. 3 cái máy lạnh. Dạ. Quá đã luôn. Tổ nó lạnh. Dạ. Thì trong cái phòng này á thì mình nội cái dàn lạnh không á, thì mình có tới 3 cái dàn lạnh. Dàn lạnh ngay chỗ này. Dạ đúng rồi, 3 cái này là 3 cái dàn lạnh để lúc nào cũng đảm bảo cái nhiệt độ á nó phải đúng một cái chuẩn. Có nghĩa là khi mình sản xuất xong là cái đồ sẽ vô trong đó đúng không? Hay không, sao? không, là anh đang đứng trong cái phòng đứng này. Đứng trong phòng này à? Dạ, là nó lạnh. Còn kho thì có những cái kho lạnh riêng. À. Nhưng mà khi anh sản xuất ở trong một cái môi trường nó phải đứng, nó phải stable. À. Nó phải mát. Chứ không thể nào mà ví dụ như ngoài trời nóng ở trong này nó nóng lên được. Không đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Hiểu rồi. Tại vì khi mà nóng là những cái thịt này kia nó sẽ bị ương đó, đúng không? Rồi. Nó không có đủ nhiệt độ lạnh nó sẽ bị ương đi. Cái bây giờ đưa cho cái máy này nó làm gì? Đưa vô cái lồng để mình hấp. À. Thì nguyên tắc á, khi mà mình đưa vô nấu á, là cũng là rất là khó nha, chứ không phải là mình muốn nấu sao nấu nha. Ví dụ như mọi người nghĩ chỉ hấp chín thôi là không phải nha. Để giết phải có nhiệt độ và khi mà mình để nguội á, mình cũng phải có process để nó giết cái bacteria. À, chứ mình không phải là nhưng mà chứ không phải là mình vô mình nói đại hấp 15 phút, 20 phút. Yeah. Nó phải có đồ đo nhiệt độ, có những hệ thống máy móc đồ đầy đủ hết. Dạ. Yeah. Yeah. Hay quá ha. Yeah. Là quy trình hấp cho chín đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, qua đây đi, qua đây. Bấm nhiệt độ hả? Không, để anh ghim xong anh thì cái nhiệt độ á nó phải cắm vô cái cây chậu tôm thì đó thì nó mới đo nhiệt độ chính xác. Thì bên hông của cái máy á nó sẽ có một cái biểu đồ. Thì khi mà nhiệt độ nó lên bao nhiêu á trong vòng bao nhiêu phút là nó sẽ vẽ là trên cái biểu đồ đó luôn cho mình. Và khi nó nguội lại, ví dụ mình nói là cần 2 tiếng để cho nó nguội là đúng bao nhiêu nhiệt độ á, là nó phải nó phải vẽ là cái biểu đồ cho mình. Và cái biểu đồ đó mình giữ lại là mình phải nộp cho USDA. Chứ không phải là mình nói là giờ hấp 15 phút mà không có gì chứng minh hết. Thì cái máy nó có một cái biểu đồ ở bên hông luôn. À. Một ngày mình sản xuất như vậy là được số nhiều là khoảng bao nhiêu? Ví dụ như một cái máy như vậy tùy theo cái số lượng mà mình order đúng không? Một ngày sản xuất của mình đó là thường đó là 5.000 thao anh. Wow, dữ vậy sao? 5.000 thao, dạ. 5.000 thao nha cả nhà. Dạ. Dạ. Ok. Đây là những cái chậu tôm anh thấy không, nó treo lên giống những cái xúc xích đứt kia mình làm. À. Và khi hấp ra xong rồi nó sẽ lột cái da này ra và nó đóng gói. Cái này là cái gì? Cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ. À, đo nhiệt độ ha anh. Dạ. Wow, hay quá ha. Thì đó. Thì dạ. Giống như hồi nãy em nói thì cái này là cái biểu đồ. Thì khi mà nhiệt độ nó lên nó xuống gì đó thì nó phải vẽ lại trên này hết. Đó, thì nó vẽ lên là trong vòng giống như bao nhiêu phút vậy, bao nhiêu tiếng vậy, nó lên cao bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng thì nó sẽ xuống thấp. Đây thì mình sẽ chỉnh hết. Cái này program mình đã set sẵn hết rồi. Dạ. Yeah. Set sẵn rồi đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ gọi nó ra thôi. Thường mình hấp về bao lâu thì nó sẽ xong? Trong vòng
khoảng 1 tiếng 17 phút. Yeah. Mình hấp xong là mình ăn được luôn rồi đúng không? Đúng rồi. Nãy quên đeo cái nồi theo. Nó gọi là fully cook rồi nè. Em theo cái air fry. Theo cái air fry theo. Tại sao giờ không vô cho tôi vậy? Tầm giờ. Đó, và phải cột cái tên của cái sản phẩm mình lên. À. Để khi họ biết được cái sản phẩm này sản phẩm gì, đóng gói như thế nào đó, phải cột lên. À. Để khi họ thành phẩm họ sẽ đóng gói. Tất cả mọi thứ làm trong USDA facility đó là phải label hết, giống như thịt đó khi mình đổ vô cái nồi, mình đổ vô xong rồi mình phải label. Ừ. Chứ không phải là mình đổ xong. Sao anh? Có muốn uống cái này không? Dạ. Cái quá trình đổ nè. Dạ. Mình có 3 giai đoạn. 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 30 phút. Giai đoạn thứ hai 15 phút, giai đoạn thứ ba 30 phút. Dạ. Thì những cái nhiệt độ khô ráo này nọ mình sẽ tắt hết cái thời gian. Cái máy này lợi hại quá ha. Nấu thì mình chét lại đúng cái màu da của mình thôi. Dạ. Cái này là cái meta rất là quan. Ừ. Là những món hàng của mình đó đều phải có cái liên mẫu. Dạ. Wow. Cả nhà có nghe âm thanh không? Giống như cái máy mà đưa nhiệt độ xuống vậy đó. Yeah. Hay thiệt ha. Good. Okay, vừa rồi là cả nhà mình vừa mới đi xem cái công đoạn sản xuất của công ty Nam Xuyên Bang. Thì bây giờ mình đang ở office của công ty và sẵn đây thì review cho cả nhà mình xem. Ủa, hình như cái bao bì nó khác nữa hả ta? Dạ đúng rồi. Thì cái này nhìn hấp dẫn và đẹp lắm nha cả nhà. Dạ. Khác với cái những cái bao bì trước nữa. Cái này mình mới đổi hay sao? Dạ, mình mới đổi tại vì trước đây á thì mình sử dụng cái Nam Xuyên Bang á thì mình bán cho người Việt nó nhiều. Thì bây giờ mình những người nước ngoài hay là những cái bạn mà sinh đẻ ở đây á, ví dụ như bây giờ anh nói Nam Xuyên Bang đi, thực sự để đánh vần nó cũng khó, để đọc nó cũng khó. Thì bởi mình mới làm đơn giản lại là NXB thôi. Để cho mình có thể mình dễ mình nhận biết được. Mà khi mà người nước ngoài mình muốn giới thiệu cái món mình ra đó thì họ cũng đọc được. Và khi họ nói ồ bữa nay mua ở đâu thì mua NXB. Nhưng mà trên này thì mình vẫn đề những cái chữ Việt Nam của mình, giống như là nem nướng nè, ở những cái Khánh Hòa nè. Chứ cái này mình vẫn có đề Nam Xuyên Bang ở đây. Thì đằng sau á, mình có New Truyền Phát, có nghĩa là cái mình vẫn có nem nướng nè ha, mình vẫn có New Truyền Phát là mình có bao nhiêu calorie, mình có bỏ cái gì vô đây là mình có đề hết. Và ở đây anh có thể thấy được là cái lot number, giống như hồi nãy em nói rồi á, thì USDA á, khi mà họ sản xuất á, thì họ phải có cái lot number khác rất nhiều với những cái hãng bán online khác. Yeah. Thì những cái hãng online khác á, thì họ chỉ làm tại nhà, họ hoặc làm tại nhà hàng. Thì trong mùa Covid đó, thì nó ok để cho họ làm. Nhưng cái này, cái số này giống như để họ kiểm tra là cái sản xuất lúc nào để mà có gì lỡ có chuyện gì là họ có thể biết khi, được không? Khi anh đánh cái mã code vô anh sẽ biết được nó sản xuất ở ngày nào và cái lô hàng nó đi tới đâu rồi. Ồ, hay quá. Để khi mà có vấn đề gì á, Thành vẫn có thể thu hồi được. Ừ. Dạ, tại có những lúc nó không phải vấn đề khách quan, không phải xảy ra là tại mình. Giống như anh biết là hồi trước là hãng Chipotle đó, cái nó bị cái vấn đề E. coli, họ thu hồi thì họ phải truy được những cái số này, thì đó họ phải sử dụng cái lot number giống như vậy. Ở đâu mà em có cái ý tưởng mà em làm cái nem nướng và nem chậu tôm ngay tại mà Hoa Kỳ? Giống như là anh nhớ bằng máng những cái món này nó của mình chung quá. Đúng anh. Đúng không? Thì cái món này nó đến từ Khánh Hòa.
À. Thì bây giờ là mình trong từ điển Việt Nam mình thì mình có hai cái món rồi, là món phở với chả giò. Nhưng mà cái món nem thì thực ra nó rất là ngon, thì đi đâu người ta cũng nói spring roll. Thì bây giờ mình muốn thêm cái chữ nem trong cái từ điển này. Đó, thì mình muốn làm cái nem nướng cái gì. Cái những cái nem này của em là bán cho có trong những cái chợ Việt Nam mình ở khắp nước Mỹ chưa? Có anh. Hiện nay là mình có được hơn cũng 4-50 chợ rồi. Wow. Yeah. Có nghĩa là các anh chị nào mà ở những cái bang ngoài có thể vào những cái chợ để mà tìm trong những cái tủ cấp đông á, đông lạnh, và tìm những cái sản phẩm nem này mua mà ăn thì nó đạt được cái tiêu chuẩn an toàn của cái công ty nha. Thì đây là cái sản phẩm cuốn của cái một cái cuốn ra thành phẩm. Từ sáng giờ tôi đi vòng tôi đói bụng. Nào. À cái này là thí dụ ủa sao mà nó ra vậy? Thì nem này khi mình mua về đó. Ý anh hỏi là một cái này là em đang bán ở những dạ, ở cửa hàng đúng không? Ở tiệm luôn đúng không? Những cái cửa hàng và những cái nhà hàng họ vẫn đang lấy sản phẩm của nem xuyên vàng, họ vẫn bán. Dạ. Rất là đẹp nha. Ủa giống như là bây giờ những cái tiệm những tiểu bang khác giống như tiệm phở, tiệm này tiệm kia có thể order những cái sản phẩm này của em để mà bán cho khách hàng được luôn đúng dạ, không? Được, dạ, em được. Có giá discount cho họ không? Dạ có. Thì à, cho những cái commercial sale á, cho những cái mà nhà hàng đó hay là chợ gì đó thì họ sẽ gọi cái số hotline của em. Thì các anh chị cứ số hotline hình như là có nhiều khán giả của anh nói là họ gọi không ai bắt máy hết. Dạ gọi không bắt máy là tại vì nó nhiều phone quá. Nhưng mà thì các anh chị hãy nhắn tin vào trong đó nha. Thường là nhắn tin vào trong đó thì có nhân viên sẽ gọi lại. Dạ. Để mà thí dụ mà anh chị buôn bán thì họ có những cái giá khuyến mãi cho tất cả anh chị ha. Dạ. Để ngồi nghe mùi nữa nha. Dạ. Dành dùng thử. Dạ. Cái này là gì nem à? Dạ nem nướng. Okay. Nem nướng, còn cái sáng nay mình đi coi là chảo tôm. Chảo tôm. Dạ. Thì thật ra là Bầu Trời Cali đã quay rất là nhiều video về công ty Nem Xuyên Vang rồi. Hầu như là tất cả các anh chị, tất cả những tiểu bang này đã ủng hộ Nem rồi. Cho nên là mình không cần giới thiệu nhiều về cái chất lượng sản phẩm nữa. Cho nên là nếu mà các anh chị có thể là order. Mà cái này á, là một cái bịch như vậy nè. Giống như em, họ mua họ ăn không hết. Dạ. Họ để tủ lạnh được bao lâu? Dạ, họ để tủ lạnh thì được 1 năm anh. Một đá. Năm hả? Đồng đá. Wow. Đồng đá để được 1 năm. Dạ. Bây giờ chỉ một gói là 6 cái. Dạ. Để được 1 năm trời lần nha cho các anh chị. Dạ. Coi như là lâu lâu mà có tiệc á, ở nhà dạ, mà trời mưa bão tuyết đồ này kia không đi chợ được á, môi tủ lạnh ra. Dạ. Có là cứ để dành đó không dạ, có hư hao gì hết. Sử dụng liền. Dạ. Chơi luôn. Dạ. Ngồi đây mà ăn hơi đói rồi. Dạ. Xin phép nha, xin mời các anh chị. Dạ. Dạ. Ở trong đây thì cuốn thường là họ ăn cái kiểu cuốn giống vậy nè, đúng rồi, người dạ, Việt Nam mình. Cuốn, nhưng mà có những cái nhà hàng thực sự đã sử dụng sản phẩm nem xuyên bang rất thành công anh. Thì có một cái nhà hàng ở bên North Carolina đó, họ sử dụng, họ không sử dụng cuốn mà sử dụng trong bánh mì. À hay vậy. Họ sắc ra họ làm bánh mì nem nướng. Ồ có lý. Họ bán rất là nhiều và cũng rất là thành công. Thì là sản phẩm của em. Dạ cũng sản phẩm của em. Thì thực chất đó là nem này mình đã làm dưới hình dạng cái xúc xích vậy đó. Thì nem nướng cái cuốn á là tại vì em là xuất thân em làm cuốn. Thì nem nhìn nó ra như vậy, nhưng mà thật ra mình có thể biến tấu rất là nhiều món ăn. Mình có thể chiên cơm, thay vì mình sử dụng lạp xưởng, mình sử dụng cái này. Bún thịt nướng. Bún thịt nướng, dạ. Mà với lại cuốn nó có rau, nó ăn nó cũng đỡ ngán hơn. Dạ. Ok, em xem ok, napkin. Mời cả nhà nha. Napkin. Dạ, mời anh. Nếu mà ớt thì em bỏ ớt vô. Rồi thôi, chơi được rồi. Thank you. Trong đây nó có cái bánh giòn á. Dạ. Nó ăn giòn giòn. Ừ, cái sốt ngon á. Có gì anh chị nói à, có những lần trước nha. Cái sốt sao ăn nó kỳ kỳ, nó giống như nó không ngon á, nhưng mà không phải đâu. Họ làm á, Tân làm á rất là đặc. Các anh chị mua về á phải đổ thêm nước súp gà vô cho nó loãng ra, và mình phải nêm lại cho nó vừa ăn cái khẩu vị của gia đình mình. Dạ, dạ. Chứ không phải là họ sản xuất ra là cái là để ăn liền, không đúng. Cho nên là nhiều khi nó có bị sai, hoặc là ở nhà nó không có được vừa miệng á, thì các anh chị cũng thông cảm giùm cái đó. Và mình phải chế biến lại chút xíu thôi. Dạ. Ăn ngon quá, ăn quốc tiếp nè. Dạ. Ngon. Nó không có mặn, cũng không có lạt, nói chung nó rất là vừa ăn ha. Dạ. Ủa Tân có dự định gì trong tương lai cho cái công ty mình không? Có những cái gì mới không? Dạ, tính gì chưa? Dạ có tính. Ừ. Thì hiện nay mình muốn nem xuyên bang á, là bán nem là cái khởi đầu. Nhưng mà mình muốn là cái NXB á, là trở thành một công ty thực phẩm.
là có thể là họ sử dụng thương hiệu NSB đó để họ sản xuất những cái món khác nữa. Ok. Dạ, chỉ nem nướng và chảo tôm là hai cái sản phẩm mà tiên phong thôi. Rồi sau đó mình muốn là người ngoài khi họ nhìn vô NSB là họ nhìn nhận nó là một công ty thực phẩm chứ không phải một công ty mà chỉ bán nem không. Ok. Đó là lý do tại sao mình thứ nhất mình làm nó ngắn lại mà nó cũng có ý nghĩa hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ họ có cái thương hiệu ha, cái tên nè, dạ. NSB nè. Dạ. Thì khi mà mình sản xuất á thì mình có cái USDA stamp á thì có ở trên này hết. Ừ. Dạ, thì anh có thể thấy được. Phía trên là có nè. Dạ, có. Ồ, hình nguyên con heo cho nên. Dạ, hình con heo, dạ. Dễ thương. Dạ. Ừ. Rất là sạch sẽ nha, rất là gọn gàng chứ không phải là... Hồi xưa lúc mà cách đây khoảng vài năm về trước á, theo anh biết là những cái công ty mà người Việt Nam mình nhà làm chủ nha, dạ. Mà buôn bán những cái thực phẩm gì mà ship xuyên qua anh thấy ít lắm, không có nhiều. Ở đâu ra mà em có những cái ý tưởng gì vậy? Thứ nhất là rất là khó đúng không? Tại vì phải là sản xuất nè, rồi bảo quản nè, bảo quản cho tốt nè, rồi ship xuyên bang tất cả những cái nước Mỹ luôn. À, em nhiều khi cái lúc đó có khó khăn gì không? Dạ khó khăn nhiều chứ anh. Tại vì cái ý tưởng đầu tiên là làm cái nhà hàng thôi. Nhưng mà khi mà dịch đó, cái dịch nó vô vào tháng 3 năm 2020 đó, thì nhà hàng đóng cửa. Thì anh đã thấy là rất là nhiều người thất nghiệp. Đúng rồi. Thật sự rất là nhiều người thất nghiệp mà với cái chi phí mà đắt đỏ cả ly anh ở đây anh biết mà. Thì cái tội cái tiền thuê nhà là những cái nặng nhất. Thì nếu mà mình không có job cho họ thì cũng tội nghiệp. Thì từ đó mình mới suy nghĩ là mà lúc đó thực phẩm nó thiếu. Thật sự lúc đó anh đi ra ngoài đường anh phải giành giật anh mua từng bao gạo một anh biết rồi. Ai cũng sợ hết. Ai cũng sợ. Thì mình mới nghĩ tới vấn đề là mình bán online. Thì Nem Xuyên Bang là một trong những người mà người Việt mà tiên phong đi bán trong vấn đề online. Thì lúc đó thì thứ nhất là đỡ phải đi ra ngoài mà gửi tới tận nhà. Thứ hai là mình cũng giữ được công ăn việc làm, giống anh thấy rồi đó. Mình có một cái cộng đồng mình ai cũng công ăn việc làm, mấy anh hồi nãy rất là vui vẻ. Thì đó, thì giống như mình làm cái đó mình cũng giúp cộng đồng, thật sự. Bầu Trời Cali cũng rất là hãnh diện ha, là một trong những YouTuber đầu tiên quay cho Nem Xuyên Bang. Dạ đúng rồi. Xuyên suốt hành trình. Mình rất là vui luôn là Nem lúc nào cũng nhớ đến Bầu Trời Cali và để mà chia sẻ những cái món ăn đến cho người Việt, nhất là những cô chú anh chị khắp nơi. Thì sẵn đây là mình Bầu Trời Cali cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị đã xem những cái video của mình và ủng hộ những cái sản phẩm giống như là bữa nay Bầu Trời Cali quay những cái Nem Xuyên Bang là giới thiệu đến cả nhà và các anh chị cũng đã ủng hộ. Thì em rất là cảm ơn nha, nhất là những anh chị ở Mỹ. Em có lời nào nói cho khán giả của anh không? Dạ thì hôm nay cũng cảm ơn những cái quý vị mà đã follow anh Tuấn Bầu Trời Cali. Thật sự là rất là biết ơn anh Tuấn là giới thiệu cái sản phẩm của em đến với mọi người. Tại anh Tuấn là phải nói là đi xuyên suốt một hành trình luôn. Đúng cũng rồi. 2 năm. 2 năm là từ cái lúc mà trước đại dịch cho tới khi tới bây giờ luôn là cũng một hành trình nó dài để phát triển. Anh Tuấn nó biết là từ một cái tiệm to go rất là nhỏ. Lúc anh vô là chỉ có bàn thôi, chỉ có một cái ghế, một cái bàn ghế nhỏ có anh Tuấn với anh Long rất đúng là vui. Rồi, rồi. Thì mà để phát triển thành một cái xưởng sản xuất mà trong nhà máy USDA như vậy phải nói là hành trình phải rất là khủng khiếp. Dạ. Thì rất là biết ơn anh Tuấn và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái kênh YouTube của Bầu Trời Cali. Sẵn đây anh cũng xin chúc công ty Nem Xuyên Bang càng ngày càng phát triển hơn nữa. Sau này có những cái sản phẩm mà mới và hấp dẫn như thế nào đó thì hy vọng là sau này Bầu Trời Cali có dịp sẽ chia sẻ đến cho các anh chị để tiếp tục ủng hộ Nem Xuyên Bang, ủng hộ cho người Việt Nam mà đặc biệt rất là trẻ nha. Dạ. Rất là trẻ luôn, rất là giỏi cho nên là cứ ủng hộ cho người Việt. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem clip của Bầu Trời Cali ngày hôm nay. Ok, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Dạ. Tiếp tục đồng hành với mình và Nem Xuyên Bang nha cả nhà nha. Bye bye.